Khí ga R22 là chất thường được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh. Tuy nhiên, khí này lại gây suy giảm tầng ozone. Hiểu được tác hại của R22, từ một doanh nghiệp trung bình nhập khẩu hàng trăm tấn một năm chất này, thì nay doanh nghiệp của anh Hùng chỉ nhập khẩu khoảng 10 đến 20 tấn. Anh Hùng cũng chủ động tìm hiểu, nhập về và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm khí ga thay thế thân thiện hơn với môi trường. Hiện tại là công ty chúng tôi đã thay đổi về vấn đề mặt hàng mới, ví dụ như là ga 410 này dùng cho điều hòa này và 32 dùng cho điều hòa và 134 là dùng cho xe lạnh. Thì ba loại ga này đều là ga thân thiện. Trong thành phần của hóa học của nó, hiện tại là cái sự mà phá hủy của nó là hầu như là không có. Có được sự thay đổi của các doanh nghiệp kinh doanh các chất suy giảm tầng ozone như công ty Anh Hùng là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên: Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối thông tin đến các bên về yêu cầu quản lý theo nghĩa vụ với quốc tế; Bộ Công Thương, cơ quan thực hiện cấp phép nhập khẩu; và Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu. Ngoài R22, nhóm môi chất lạnh HCFC còn nhiều chất khác gây suy giảm tầng ozone và cũng đang được cắt giảm theo lộ trình của Nghị định thư Montreal, dự kiến sẽ loại trừ hoàn toàn vào năm 2030. Từ năm 2012 đến 2017, thì giai đoạn 1 đã kết thúc đúng hạn và được là Ngân hàng Thế giới và Quỹ đa phương đánh giá cao. Ngoài những cái việc mà nâng cao nhận thức, đào tạo nghề được 12 doanh nghiệp đã tham gia chuyển đổi, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn việc tiêu thụ các chất CFC, rồi các chất halon, CTC và HCFC 141B và cấm sử dụng cái methyl bromide cho mục đích kiểm dịch và cái hàng xuất khẩu. Bước vào giai đoạn 2, dự kiến thì sẽ có khoảng 84 doanh nghiệp sẽ tham gia dự án. Montreal Protocol sets very clear annual targets for every country. And Vietnam has achieved those targets every year since it has signed up for the Montreal Protocol. So this is really a great success. And I would like to highlight some key achievements. Hiện nay, thế giới cũng đang phải đối mặt với thách thức mới, đó là sự gia tăng sử dụng các chất HFC gây hiệu ứng nhà kính. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu loại trừ 80% lượng tiêu thụ các chất này vào năm 2045. Để thực hiện điều này, đòi hỏi Việt Nam cần xây dựng kế hoạch quản lý khoa học, đồng thời có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành, các đối tác quốc tế và đặc biệt là doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan.